Cái cơ sở mà nói là sừng tê giác chữa được ung thư thì tôi khẳng định rằng đến bây giờ chưa có nhà khoa học nào chứng minh được sừng tê giác chữa được ung thư, cho nên đến là tôi khẳng định là chưa chữa được ung thư. Đấy, thì bây giờ là tê giác là ở Nam Phi rất nhiều và nhiều khi là giết hại tê giác thì đấy là một cái phá hoại để nó cứ để tạo những cái môi trường không tạo môi trường tốt. Cho nên là trong quá trình này thì tôi nghĩ rằng tất cả những người dân Việt Nam và những ai đó đang sử dụng sừng tê giác thì nên không sử dụng sừng tê giác nữa, và mình phải bảo vệ cái môi trường đấy, cho nó xanh sạch đẹp, vì những con tê giác là những cái con có tác dụng nhất là bây giờ nhiều nhất ở Nam Phi đấy. Cho nên là có thể có một số người là mua về để là chơi cái sừng tê giác đấy, hoặc là đồn thổi như thế để bán lấy lợi nhuận, thì tôi nghĩ rằng đến bây giờ thì nó chưa có cái điều đó, và chưa có nhà khoa học nào chứng minh được cái điều đó.